Xin chào các bạn, hôm nay Mẫn và công ty Tân Đại Dương sẽ chia sẻ một số thông tin về Singapore. Chính xác hơn, mình sẽ nói về văn hóa sinh hoạt tại Singapore. Thứ nhất là văn hóa Singapore, văn hóa Mã Lai được thể hiện trong tư tưởng tôn giáo, phong tục tập quán của họ, cũng như có quan hệ với tôn giáo, luật của đạo Islam và chế độ Sultan đã duy trì quan hệ đoàn kết và thái độ an phận trong cuộc sống của người dân Singapore. Người Mã Lai khi lấy vợ, lấy chồng thường mời gần như toàn bộ những người trong thôn bản đến tham dự lễ cưới của họ. Khách đến dự đám cưới sau khi cơm no rượu say ra về, trên tay còn cầm một quả trứng luộc chín với hàm ý là mong cho họ có đông con đông cháu. Đối với người Singapore, dùng ngón tay trỏ chỉ vào người khác, nắm chặt nắm tay hoặc là ngón tay đều bị coi là những động tác cực kỳ vô lễ. Hai tay không được tùy tiện chắp vào sườn, bởi đó là biểu hiện của sự bực tức. Sau khi ăn cơm không được đặt đũa trên bát hoặc là đặt lên đĩa thức ăn. Khi không ăn nữa cũng không được đặt lung tung mà phải đặt trên giá đĩa nước tương hoặc đặt trên đĩa đựng xương. Nếu là nhân viên hàng hải, người làm nghề cá hoặc là những người thích chèo thuyền, khi ăn cơm không được lật con cá, bởi vì việc đó đồng nghĩa với việc lật con tàu, lật thuyền, do đó là phải tách con cá đó ra, ăn từ trên xuống dưới. Trong những ngày đầu năm mới, người dân Singapore không bao giờ quét dọn nhà cửa, không gội đầu, bởi vì họ cho rằng như vậy là sẽ mất hết may mắn. Không được đánh vỡ đồ đạc trong phòng, nhất là những cái không được làm vỡ gương, đó là biểu hiện của chuyện xấu và không may mắn. Không được mặc đồ trắng, không được dùng kim hoặc kéo, bởi vì những vật dụng này có thể đem tới vận hạn cho họ. Người Singapore cho rằng những con số như 7, 4, 13, 37 và 69 là những con số tiêu cực và không may mắn. Họ ghét và kỵ con số 7, bình thường họ cố hết sức để tránh gặp phải con số này. Người Singapore quan niệm màu đen là màu không may mắn, màu tím cũng là màu họ không thích. Họ chỉ thích màu hồng, màu đỏ, bởi vì theo họ màu này là tượng trưng cho sự trang nghiêm, nhiệt huyết, mãnh liệt, vui vẻ, dũng cảm và tượng trưng cho sự khoan dung, độ lượng. Họ cũng thích màu xanh da trời, xanh lá cây. Đạo Islam là đạo chính của Singapore. Đạo này cấm uống rượu, cấm ăn thịt lợn và những đồ ăn chế biến từ lợn. Người Singapore là không hưởng ứng hút thuốc lá. Ở một số nơi, nhu cầu hăng máy rạp chiếu phim trên những phương tiện giao thông công cộng, nhất là trong văn phòng, quy định là nghiêm cấm hút lá. Những ai vi phạm sẽ bị phạt $500 Singapore. Tại các nơi khác, cứ muốn hút thuốc lá là phải hỏi ý kiến và được sự đồng ý của đối phương. Khi nói chuyện và trong giao tiếp, người ta tuyệt đối là cấm tranh luận sự được mất và chính trị hoặc trong tranh giành xô xát chủng tộc, thị phi tôn giáo, nhưng có thể bàn những kinh nghiệm du lịch, cũng có thể là về những nơi nổi tiếng ở các nơi mà bản thân đã đi qua. Chủ đề người dân Singapore bàn tới nhiều nhất là những món ăn sơn hào hải vị của khách sạn, nhà hàng. Người Singapore là rất kỹ nói chúc phát tài, bởi họ luôn hiểu từ tài là từ tài bất nghĩa hoặc phúc bất nhân. Khi nói chúc phát tài sẽ bị coi là chế giễu, chửi mắng và sỉ người khác. Ở đất nước Singapore, trên trán người phụ nữ huyết thống Ấn Độ có cắm một nốt đỏ, còn nam giới thì dùng thắt lưng màu trắng. Phần lớn là khi gặp nhau chắp tay trước ngực để chào, còn khi vào nhà phải cởi dép. Ở Singapore có một thói quen ở trong sinh hoạt là những điều người ta tin và bảo vệ. Mặc dù đối với tầng lớp sinh viên thanh niên Singapore, những điều này không quan trọng lắm, nhưng với những người lớn tuổi lại đặc biệt quan tâm. Người gốc Hoa thích sốt chẳng, chẳng hạn người ta biếu nhau hai quả cam trong dịp lễ Tết để lấy lòng. Các con số 2, 4, 6 là những con số may mắn, trong khi đó số 4 này là con số chết chóc, nên người ta... Các con số 2, 6, 8 là con số may mắn, trong khi đó số 4 này là con số chết chóc, nên người ta hết sức tránh. Những vật được coi là kỵ không nên tặng nhau, đồng hồ là điềm tan tóc, khăn tay là điềm chia tay, chiếc dù là điểm rủi ro. Màu đỏ là màu của may mắn, tài lộc. Màu đen là màu kỵ, nhất là trong những dịp lễ hội. Cuối cùng, nếu như các bạn có muốn hỏi thêm về những văn hóa tập tục của Singapore, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới công ty Tân Đại Dương tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0838 1879, hoặc truy cập website tân đại dương.vn và tndvn.com.